Hôm nay thời tiết ở trong rừng khá là mát các bạn ạ. Thì mình tiếp tục đi thăm bầy. Mình thu bầy. Hai nữa mình mệt không đi thăm được. Sợ nó chết thì uổng lắm. Đây các bạn ạ. Đây các bạn ạ. 17. Mình đã thấy bầy sập ở đây dính một con chuột các bạn. Các bạn thấy không? Đây, em chuột đấy. Mình sẽ khở nó ra. Con này nhỏ các bạn. Mình sẽ thả nó ra các bạn nhé. Để xem nó có chạy được nữa không. Chạy đi. Ôi. Nó chạy rồi. Cái bầy này hôm qua mình thấy có dấu nó vừa đi qua ấy, nhưng mà không sập các bạn ạ. Không sập các bạn ạ. Sập sập rồi các bạn ơi. Ôi được một em gà các bạn ạ. Ôi. Nó đã chết rồi các bạn ơi. Chết lâu chưa các bạn ạ. Ôi. Một em gà. Ôi. Con này dính khi nào nó chết mất rồi các bạn ạ. Ôi mới chết các bạn ơi. Còn tươi. Gà. Em gà trống các bạn ạ. Đây, em gà trống. Còn tươi các bạn nhé. Con này tầm dăm 7 lạng các bạn ạ. Gà tơ các bạn nhé. Con này là gà trống tơ. Này, chân các bạn. Chân chưa có cửa các bạn ạ. Rồi. Nó dính có đầu ngón chân thôi các bạn ạ. Nhưng mà sao nó chết được nhỉ? Như vậy là có mồi để nhậu đấy các bạn nhé. Muỗi nhiều quá các bạn ơi. Đây một cái các bạn. Không sập các bạn ạ. Không sập các bạn nhé. Bầy gà của mình ấy, bầy gà rừng đấy. Không sợ các bạn ạ. Không sợ các bạn ạ. Không sợ các bạn ạ. Ở trong này một cái các bạn ạ. Không sập các bạn ơi.
Như vậy là bầy cuối cùng của mình không dính các bạn ạ. Chỉ được một chú gà và một chú chuột thôi, toàn con trống cả các bạn ạ. Gà, trống, chuột, đực. Mình dừng video tại đây các bạn nhé. Chào các bạn.